Cháy chợ phường 8 nha cả nhà. Quá trời luôn. Thối nghi ngút luôn. Chưa kịp nữa đó, chưa nổi nó quá trời, hết nguyên rễ luôn mà. Điện tập quá không à?
Sau 15 phút thì đám cháy đã được dập tắt ngay cả nhà. Cháy cả bên kia rồi.